Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Thiên Đường Mong Manh của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biết không thể giấu được nữa và cũng chứng kiến tình thương của bố mẹ dành cho mình, nên Hân đã phải miễn cưỡng đọc địa chỉ cho bố mẹ. Thật nhanh, trưa ngày hôm sau, ông bà Hải Mai đã có mặt tại Sài Gòn. Nhìn thấy con gái đang bụng mang dạ chửa, một mình bươn trải nơi xứ người mà ông thương con thắt ruột, cũng biết kẻ đánh ghen con gái mình là do hiểu lầm và công an đã giải quyết rốt ráo. Video kia cũng được gỡ xuống, nhưng Hân vẫn một mực không chịu về Nha Trang cùng bố mẹ, khiến ông Hải không biết làm cách nào với cô con gái cứng đầu này. Hân kiên định nói với bố mẹ: "Con biết bố mẹ thương và lo lắng cho con, nhưng xin bố mẹ hãy để con được ở lại đây. Con muốn tự lập, cũng thấy nơi này hợp với mình. Con muốn ở lại đây vài năm, mong bố mẹ ủng hộ ạ." Bà Mai tuy không đẻ ra Hân nhưng lại rất thương cô. Bà thương Hân còn hơn cả con gái ruột mình. Nhìn vào bụng cô, bà ái ngại nói: "Thà con độc thân không sao, đằng này con lại đang bụng mang dạ chửa. Ở đây một mình không người thân thích rất bất tiện. Bình thường khỏe mạnh đã đành, nhưng những lúc trái gió trở trời rồi còn thai nghén nữa thì sao đây? Con không lo cho mình thì cũng phải lo cho đứa con trong bụng chứ. Mẹ hỏi câu này hơi tế nhị một chút, con đừng cho là mẹ tò mò nhé." "Dạ, mẹ nói đi ạ." "Đứa bé trong bụng có phải là con của Tùng không? Mẹ nghĩ hay là con xem thế nào, bỏ qua cho nó rồi quay về bên nhau, cho con nó đỡ thiệt thòi con ạ." Nghe mẹ nói, nước mắt Hân lại ẩn ẩn khóe mi. Đứa con này là kết quả tình yêu của cô và Tùng, nhưng là một tình yêu đau khổ. Cô còn chưa biết những lời anh nói có đúng hay không, thì làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ ngay được. Ai chẳng muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, không bị khiếm khuyết. Là phụ nữ cô còn mong hơn thế. Song bảo quay về bên anh lúc này thì không. Cứ coi như đây là phép thử. Nếu tình yêu đủ lớn, con tim hai người sẽ tự khắc tìm đến nhau. Trong cô luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ. Bảo cô không lấn cấn về cô gái kia thì không phải. Nếu Tùng không có tình cảm và không qua lại với cô ta, làm sao cô ta dám liều lĩnh tìm đến cô ngay tại đám cưới chứ? Đây vẫn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải. Cô không thể nào tin vào lời Tùng được. Chẳng có người đàn ông nào tự thú nhận với vợ rằng anh ta đã ngoại tình và có con riêng với người khác cả, trừ phi bị bắt tận tay, say tận mặt. Vậy nên mặc cho bố bắt về và mẹ khuyên can, Hân vẫn nhất quyết từ chối. Ở với con gái hai ngày mà không làm cách nào đưa Hân về được, cuối cùng ông bà Hải Mai cũng phải trở về Nha Trang. Trước khi đi, ông bà bắt Hân phải cam kết không được giấu bố mẹ bất cứ chuyện gì và phải liên lạc với gia đình hàng ngày. Bà Mai nói khi nào gần sinh, Hân gọi về là bà sẽ thu xếp vào với cô ngay. Tiễn bố mẹ ra sân bay, Hân xúc động nghẹn ngào, không gì có thể diễn tả được tình cảm của hai đấng sinh thành. Dù cho đi bất cứ đâu thì cha mẹ vẫn là người yêu thương con vô bờ bến, vô điều kiện và không gì so sánh được. Hân thiệt thòi vì không nhận được sự chăm sóc và tình yêu của mẹ đẻ, nhưng bù lại cô được bà Mai rất yêu thương. Cô cũng mừng cho bố vì đã tìm được đúng người. Bà Mai cứ nắm chặt tay Hân không rời vì thấy thương đứa con này biết bao. Lấy từ trong sắc tay ra một xấp tiền và dúi vào tay Hân nói: "Con cầm lấy số tiền này mà bồi dưỡng, ăn uống thật tốt cho con phát triển. Đừng lo cho bố mẹ, ở nhà hai em cũng lớn rồi. Con nhớ bảo trọng." Hân ôm lấy bà Mai khóc thút thít: "Con cảm ơn mẹ nhiều, mẹ đã thiệt thòi khi làm vợ bố con, lại phải oằn mình lo cho con nữa. Mẹ chính là người mẹ thứ hai mà con may mắn có được. Con yêu mẹ." Rồi cô lưu luyến
buông bà ra nói với bố. Bố giữ gìn sức khỏe nhé, từ từ con sẽ về. À, bố mẹ nhớ đừng cho anh Tùng biết nơi ở của con nhé. Con không muốn cuộc sống bị xáo trộn, cũng không muốn tình cảm bị chia năm xẻ bảy. Ông Hải và bà Mai gật đầu và đồng thanh nói. Con yên tâm, bố mẹ biết mà. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì khó khăn nhớ gọi về cho bố mẹ nha. Có vẻ như cuộc đời Hân ứng với câu hồng nhan bạc phận thì phải. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua một cách bình lặng vì hai cô gái kia đã chịu sự chế tài của pháp luật. Nhưng không, Hân lại gặp một trở ngại từ phía khác. Mà cái tai bay vạ gió này đến một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, một điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Hân đã có bầu được 6 tháng. Bụng cô tuy gọn nhưng đã lộ rõ trên chiếc váy bầu. Thắng vẫn rất quan tâm đến cô. Dường như giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cản anh đến với cô nữa. Mặc cho Hân dứt khoát từ chối, nhưng Thắng vẫn chủ động mua đồ ăn và những nhu yếu phẩm cần thiết mang đến tận nhà cho Hân. Anh không có vẻ gì là ngại ngần hay sợ sệt mà công khai theo đuổi cô. Hôm nay nhìn thấy anh tay xách nách mang bao nhiêu là thứ từ xe hơi tiến vào, Hân ái ngại nói. Anh Thắng, anh đừng làm như vậy nữa, em ngại lắm. Em rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng em không thể. Anh biết rồi đấy, thế giới của em khác anh. Chúng ta không thể cùng nhau chung đường. Em lại sắp sinh con, em không muốn anh vì em mà vướng bận. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác xứng đáng với anh hơn em. Anh đừng mất thời gian vì em nữa. Em xin anh đấy. Hân à, anh yêu em à. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thì chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Anh không ngại gì cả. Anh sẽ yêu thương con em như con của anh. Chỉ cần em mở lòng ra thôi. Đừng khép mình như vậy Hân ơi. Anh không thể yêu ai khác ngoài em. Cả hai không hề biết rằng mọi hành động của họ đã bị một người thu hết vào tầm mắt. Bên kia đường, một cô gái đang trùm khẩu trang kín mặt như ninja miệng lẩm bẩm. Thì ra anh đang chui vào cái ổ con chuồn chuồn này à? Thảo nào cứ hết lần này đến lần khác từ chối kết hôn. Anh được lắm. Đứng ở đó một lúc, cô gái mới rời đi sau khi phát hiện ra người mà mình đang theo dõi đã có bầu. Chiếc bụng bầu khá to, khiến cô ta nhất thời bụng miệng lại, mặc dù bản thân đang trùng kín mít từ đầu đến chân. Đợi cho Hân đi vào phòng, cô nàng mới phóng vút đi. Bà Thảo đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim Hàn Quốc. Thấy con gái phi xe ảo ảo vào gara thì ngó cổ ra nói. Con gái con lứa lúc nào cũng ầm ầm như con trai vậy. Hỏi ai thèm cưới con chứ? Yểu điệu thục nữ chút cho mẹ nhờ. Mà con đi đâu về đấy, Nguyệt Hạ? Không nói không rằng, Nguyệt Hạ bước vào rồi nhăn mặt nói. Trời ơi, mẹ hỏi câu nữa, anh hai đưa cháu nội về cho mẹ bế luôn đấy. Cái gì? Con nói mẹ chả hiểu gì cả. Mẹ yêu ơi, ông con trai quý tử của mẹ đang nuôi bồ bên ngoài đấy. Hẳn là một cô bồ với cái bầu vượt mặt nhé. Mẹ chuẩn bị làm bà nội là vừa. Bà Thảo tái mặt hỏi con gái. Con nói gì? Nói lại mẹ coi. Nguyệt Hạ ngồi xuống cạnh mẹ, rồi thuật lại một thôi một hồi những gì cô vừa chứng kiến cho bà Thảo nghe, rồi buông luôn một câu. Con thấy cô gái đó chẳng phải con nhà danh giá gì đâu, hình như là dân tỉnh lẻ á mẹ, vì cô ta đang ở nhà thuê. Nhìn anh hai bình thường phong độ bao nhiêu, mà lúc tay xách nách mang chẳng khác gì một ông bố bỉm sữa. Nhìn mất hết cả hình ảnh, mẹ tính sao thì tính. Bà Thảo á khẩu, nhất thời tay chân run rẩy nói. Hỏng, thế này thì hỏng. Mẹ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Yêu ai không yêu lại đi đâm quảng bụi rậm thế không biết. Thật là mất hết mặt mũi. Mẹ nhất định không đồng ý đâu. Con nói con nhỏ đó ở chỗ nào? Chở mẹ đến đó được không? Để coi nó mặt hoa ra phấn ra sao. Mà thằng Thắng dám bỏ con kim phượng lá ngọc cành vàng để rước cái thứ lưu đưu về nhà này thế. Thật là cá không ăn muối cá ươn. Con với chả cái. Đợi mẹ thay đổi tí đã. Nguyệt Hạ chợt níu tay mẹ nói. Trời ơi, mẹ làm gì sồn sồn lên vậy, hỏng hết việc. Anh con đang ở đó. Mẹ đến giờ này khác nào nhận thua về mình. Vì chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ con nhỏ kia. Nghe con cứ bình tĩnh. Để đến chiều con sẽ chở mẹ đến đấy. À mà thôi,
để hẳn đến chủ nhật đi mẹ. Theo con tìm hiểu thì con bé đó, nó đang hiện làm gia sư cho trung tâm của anh Thắng đó mẹ. Một ngày nó dạy 3 ca sáng chiều tối, chiều đến nó không có nhà đâu. Bà Thảo sốt ruột nói, phải đến ngay và luôn, chứ đợi đến chủ nhật làm sao được. Mà chúng nó cặp kè với nhau từ bao giờ? Tại sao giờ mày mới nói với mẹ? Con kia lại còn ếnh bụng ra rồi à? Ghê gớm thật. Con thấy cô ta khôn chán ấy. Chắc nghĩ nhà mình giàu, anh hai lại là giám đốc một chuỗi trung tâm Anh ngữ, tương lai ngời ngời ra nên mới mồi chài anh ấy. Nhìn thì cũng xinh xắn đấy, nhưng so làm sao với chị Phượng được. Hơn nữa cái loại gái tỉnh lẻ lại phải thuê nhà như thế, chắc gia cảnh cũng thuộc loại lằng nhằng thôi mẹ ơi. Không chừng nhà cô ta còn rách như tổ đỉa ấy. Nếu rước thứ đó về, không chừng sau này anh Thắng còn phải bò lưng ra mà lo cho nhà vợ. Vụ này mẹ phải mạnh tay lên mới được. Nghe cô con gái nói mà bà Thảo ruột gan cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Đời nào bà chịu cho Thắng quen một cô gái như vậy chứ. Đừng nói là lấy làm vợ. Chết cái là nếu đúng như lời Nguyệt Hạ nói thì nó đã có bầu. Thế có khổ bà không? Nhưng mà biết làm sao được. Bà không đồng ý là dứt khoát không đồng ý. Con gái dại thì chết. Hơn nữa chắc gì cái thai trong bụng cô ta đã là của con trai bà. Kể cả có là của Thắng đi nữa thì cũng đừng hòng bà để cho cô ta bước vào cửa làm dâu. Đời đâu có dễ nhăn kem thế. Cũng tại thằng con bà dại gái quá cơ. Chả biết cái con danh kia sắc nước hương trời thế nào mà lại bỏ hết mấy cái mối tốt mà bà nhắm từ trước để đi tâm đầu vào của nợ này không biết. Càng nghĩ bà càng điên, nhất định phải phá bằng được mối quan hệ này của Thắng. Mắm môi lại bà rủa thầm, mày là con nào mà dám ngang nhiên qua mặt bà vậy hử? Tưởng bước chân vào nhà bà mà dễ à? Thế thì mày chưa biết bà là ai rồi. Đừng tưởng được con trai bà để mắt đến mà vênh mặt lên nhá. Để xem mày Thắng hay bà Thắng nào còn danh. Nghĩ xong bà liền bảo con gái, Nguyệt Hạ, bây giờ con đi thám thính cho mẹ, xem khi nào anh con rời khỏi chỗ đó thì về đón mẹ luôn. Rồi hai mẹ con mình đấy đấy, chừng nào chưa dằn mặt được con nhỏ kia thì mẹ còn ăn không ngon ngủ không yên đâu. Thật là tức chết đi được mà. Nguyệt Hạ nghe mẹ nói nhưng chưa chịu đi ngay mà vẫn chần chừ đứng ngúng nguẩy một chỗ. Biết ngay là cái mỏ đào muốn gì, bà Thảo nhướng mắt lên hỏi, thế nào cô nhóc, thời gian qua tôi chiều cô quá rồi sinh hư phải không? Giờ còn định ăn vạ gì nữa đây? Ba cô mà biết thì liệu hồn đấy. Trời ơi, mẹ cứ lấy ba ra dọa con làm gì? Con sợ quá, mà ba đi anh còn lâu mới về. Mẹ cho con một ít đi, con hết tiền xài rồi. Mai mốt lấy chồng giàu con đưa mẹ đi du lịch châu Âu thoải mái. Mà không, đi vòng quanh thế giới luôn. Đổ phá của, không lo chồng con đi, cứ suốt ngày xin tiền mẹ để nướng vào đống hàng hiệu là sao? Tôi không phải là cái máy in tiền cho cô nã đâu nhá. Đi đi. Nhưng Nguyệt Hạ cũng không phải vừa. Cô ả lại bắt đầu chiêu bài tẩy. Mẹ mà không cho là con ở nhà luôn đấy. Mặc kệ cho ông con trai quý tử của mẹ lấy ai thì lấy, con không đi đâu. Này này, cô nói cái gì đấy? Chẳng phải cô cũng đang lo anh trai của cô giữa con nhỏ đó vậy hả? Cô mà không nghe lời, từ giờ tôi sẽ cắt viện trợ luôn. Tôi cũng không thiếu gì cách để lần ra được cái ổ con chuồn chuồn kia nhé. Chỉ cần một cú điện thoại là tôi đã thuê được một tay thám tử xịn rồi. Thời này chỉ sợ nghèo thôi, chứ một khi đã có tiền thì muốn gì mà không được. Cô không biết cái câu, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền à? Biết là gặp phải bà già gân nên Nguyệt Hạ đành phải cô đấm ăn xôi. Nếu không rắn thì mẹ dám thuê người khác lắm. Nhưng vốn cô biết bà Thảo xưa nay không thích bỏ tiền ra cho người ngoài, nên phải làm già một tí, kiểu gì bà cũng phải năn nỉ cô cho mà xem. Nghĩ vậy cô bèn đi vào nhà, rồi vớ ngay lấy cái tai phone nhét vào tai, rồi nhún nhảy theo điệu nhạc, xem chừng hứng thú lắm. Bà Thảo thấy cô chả thèm quan tâm tới điều mình lo lắng thì đành xuống nước nói với con gái, thôi được rồi, đi điều nghiên cho mẹ đi, rồi về mẹ cho 2 triệu được chưa? Nguyệt Hạ vẫn làm ra vẻ không quan tâm, không nói gì cả, vẫn chăm chú nghe nhạc. Bà Thảo tưởng con gái chế ít, liền một tay lôi cái tai nghe của Nguyệt Hạ, rồi hạ giọng, thôi được rồi, 3 triệu nhá, đi nhanh dùng tôi nào cô nương. Tuân lệnh mẫu hậu,
Nhưng mẹ phải đưa tiền trước cho con cơ. Bà Thảo đi vào trong nhà, lát sau đi ra đưa cho Nguyệt Hạ mấy tờ polymer mới cáu nói. Tiêu pha vừa phải thôi, báo hại bà già này quá. Cầu cho đứa nào nó rước con đi cho mẹ nhờ. Chỉ chờ có thế, Nguyệt Hạ chỉnh trang lại quần áo, rồi dắt chiếc SH phóng vút đi. Chỉ còn lại một mình trong nhà, bà Thảo cứ hết đứng lại ngồi, chớp chớp lại nhìn vào chiếc điện thoại, nhưng vẫn chưa thấy có chuông. Phía Nguyệt Hạ đang có mặt ở khu nhà của Hân, vẫn đứng ở một nơi thuận lợi dễ quan sát. Thấy chiếc xe hơi của anh mình đã không còn ở đó, và phòng Hân tuy đóng cửa nhưng không khóa ngoài nên biết ngay là cô đang ở nhà. Không chần chừ, Nguyệt Hạ liền móc điện thoại ra, nhưng thay vì gọi về cho mẹ, cô lại gọi vào một số điện thoại khác. Người bên kia vừa bắt máy, cô đã hỏi ngay. Chị Thủy phải không? Chị thấy anh Thắng nhà em có ở trung tâm không? Thủy chính là thư ký, thấy Nguyệt Hạ hỏi vậy thì không ngần ngại mà nói. Nguyệt Hạ, chị thấy sếp vừa đi đâu về, đang ngồi trong phòng đó. Em có cần chị nhắn gì sếp không? Dạ cảm ơn chị. Nãy em gọi mà anh ấy không bắt máy, nên mới hỏi thử thôi. Không có gì đâu chị. Chị cũng không cần phải nói lại với anh ấy đâu. Nói xong, Nguyệt Hạ cúp máy và gọi cho bà Thảo. Chẳng biết bà Thảo nói gì, chỉ thấy cô nói vào điện thoại. Mẹ thuê taxi đến địa chỉ này ngay đi. Còn ở đây canh mồi. Chứ giờ mà về sợ cô ta đi đâu lại không biết. Mẹ bảo lái xe chở đến, con sẽ chờ bên ngoài. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, bà Thảo đã có mặt ở trước cửa phòng trọ của Hân. Đưa tay lên gõ cửa, mặt bà đanh lại sốt ruột nhìn vào bên trong. Lát sau cửa phòng mở ra, Hân rất ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng và một cô gái trẻ khá xinh xắn đang nhìn mình chăm chăm. Cất tiếng lịch sự, cô hỏi. Dạ chào cô tìm ai ạ? Bà Thảo nhìn xoáy vào mặt Hân, nhếch môi nói. Tìm ai à? Tôi gõ cửa phòng cô thì hẳn nhiên là tìm cô rồi. Cô không đến nỗi bất lịch sự để cho chúng tôi đứng ngoài này chứ. Dạ cháu chưa biết cô là ai. Cô có thể giới thiệu cho cháu biết được không ạ? Là ai thì cô đi vào nhà khác biết. Còn nếu cô muốn to tiếng thì để tôi nói luôn ở đây. Thấy có gì đó không ổn, Hân mặc dù không muốn, cũng không biết hai vị khách này là ai, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn phải mời họ vào nhà. Bà Thảo và Nguyệt Hạ đưa mắt quét khắp căn phòng của Hân, rồi bà chép miệng một cái khinh khỉnh nói. Sống như thế này, chả trách cô đu bám cũng giỏi. Tôi giới thiệu luôn nhé, tôi là mẹ thằng Thắng, người mà cô đang mồi chài đấy. Cô nói gì cháu không hiểu ạ? Không hiểu à? Cô đừng có giả bộ ngây thơ, đừng tưởng qua mặt được bà già này mà vội đắc chí nhé. Tôi còn biết hàng ngày con trai tôi vẫn đến đây với cô. Nếu như không nhờ con gái tôi theo dõi, thì chắc cô trèo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi nhỉ. Lại còn dụ dỗ nó đến mức có bầu luôn à? Đàn bà dễ có mấy tay, cô giỏi thật đấy. Hân bực mình và không giữ được bình tĩnh nữa, nói luôn. Cô nhầm rồi, nếu cô và chị đến đây vì việc này, thì mời hai người về cho. Vì hai người nhầm đối tượng rồi. Cháu nhắc lại, cháu là gia sư ở trung tâm của anh Thắng. Giữa cháu và anh ấy chỉ là quan hệ đối tác chứ không có gì khác. Xin cô cẩn trọng trong lời nói của mình và đừng vội xúc phạm người khác ạ. Nguyệt Hạ nãy giờ im lặng, bắt đầu nóng mắt nói. Quan hệ đối tác, cô nói mà không thấy mắc cỡ với bản thân à? Đối tác trên giường đúng không? Thế ai vừa mới mang bao nhiêu đồ ăn đến tận đây cho cô vậy? Nếu không phải quan hệ tình cảm thì có nhất thiết phải chăm sóc nhau kỹ quá không? Tôi nói cho cô biết, liệu đường mà tránh xa anh tôi ra. Anh ấy đã có vị hôn thê rồi. Cô là cái thá gì mà đòi đỉa đeo chân hạc, bám víu lấy anh tôi chứ, đồ nhà quê. Hân bực mình vì tự dưng có hai vị khách không mời mà đến lại dám lớn tiếng quy chụp xúc phạm mình, thì cũng không khách khí nói. Từ nãy cháu đã rất tôn trọng cô và chị đây, nhưng xin lỗi cho cháu được nói thẳng, cháu đã có chồng và đang mang thai. Vì vậy mong hai người nhớ cho kỹ, trước khi làm việc gì hãy tìm hiểu kỹ càng. Cháu không phủ nhận anh Thắng là người tốt, không biết anh ấy dành tình cảm cho cháu thế nào, nhưng cháu không hề có tình cảm với anh Thắng. Và đứa con trong bụng cháu đây là của chồng cháu, chả có gì liên quan đến con trai cô cả. Vì vậy cô cứ yên tâm, không phải lo sợ gì đâu. Bà Thảo tím mặt chỉ thẳng tay vào Hân nói. Cô,
Cô dám ăn nói hỗn hào với tôi vậy sao? Nếu cô có chồng thì sao lại để cho con trai tôi đến tận đây còn mua cho cô biết bao nhiêu là thứ hả? Cô có còn liêm sỉ không vậy? Có chồng rồi mà vẫn lợi dụng thằng khác thì cô là hạng gì? Khôn như cô, thành phố này chém không hết đấy. Tôi cũng chả cần biết cái thai trong bụng cô là của ai. Nhưng nếu cô muốn lấy nó làm vũ khí uy hiếp con trai tôi thì cô cứ liệu thần hồn đấy. Hân chìa tay ra dứt khoát nói. Cháu đã nói đến đây mà cô vẫn không tin. Thì một là mời cô ra khỏi nhà. Hai là cô có thể gọi cho anh Thắng xác nhận chuyện này. Cháu mệt rồi và cần nghỉ ngơi. Xin lỗi cô. Nhưng bà Thảo và Nguyệt Hạ vẫn đứng yên trong phòng không chịu ra. Bà Thảo còn quắc mắt lên mạt sát Hân. Con danh này, mày từ đâu mà mọc ra? Còn bày đặt mồi chài quyến rũ con trai bà. Hôm nay bà không tống cổ mày về nơi sản xuất thì bà không phải là người. Nguyệt Hạ, đi tìm chủ nhà bảo họ tống tiễn con này ngay và luôn cho mẹ. Loại bán trâu nuôi miệng chỉ quen ăn sẵn nằm ngửa để bòn rút tiền của đại gia chứ giáo viên gì nó. Thời này làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao, chỉ có đi làm đĩ thôi. Mày cũng đừng mong dạy học ở chỗ con trai tao nữa. Cút đi đâu thì đi đi, đồ gái ngảnh thối tha. Hân cầm ngay lấy điện thoại định bấm số thì Nguyệt Hạ đã nhanh tay giật ngay lấy chiếc điện thoại của cô, rồi dư dứ trước mặt nói. Mày định làm gì hả con kia? Định gọi cho anh tao hay gọi công an đấy? Chị mày thách đấy. Nhưng trước khi gọi cho ai đó để cầu cứu, thì chị sẽ dạy cho mày một bài học, cho chừa cái thói ve chai đi đã. Các người bước chân ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không hoan nghênh hai người. Gớm chửa, lời lẽ của một con đĩ, xem ra cũng có gang thép lắm nhỉ. Tao đếch ra đấy. Để tao hô to lên cho mọi người ở đây thấy rõ cái bản mặt của mày. Lại còn dám to mồm tuyên bố đã có chồng à? Nghe mà thối như cứt. Chồng mày đâu? Gọi ra đây cho tao coi cái. Đừng có nói là mày đi ngủ chán chê với thằng nào, rồi bắt anh tao đổ vỏ nha. Đoạn cô ta quay sang mẹ mình nói. Mẹ, giờ mình xử con này thế nào đây? Còn làm gì nữa? Nếu nó ngoan ngoãn rời ra nơi này và hứa chấm dứt quan hệ với thằng Thắng thì mẹ sẽ tha cho nó, coi như mình mở lòng từ bi. Còn một khi vẫn cố đấm ăn xôi thì e là... Bà Thảo nói đến đây thì ngưng không nói tiếp, nhưng ánh mắt sắc như dao của mình lại nhìn xoáy vào Hân ngầm đe dọa. Hân không hiểu tại sao mọi tài bay vạ gió cứ hết lần này đến lần khác tìm đến cô vậy. Đã vào tận đây và chấp nhận buông bỏ mọi thứ mà xui xẻo vẫn đến tìm. Không biết kiếp trước cô đã làm sai điều gì để kiếp này phải chịu khổ ngay từ bé như thế. Song bản thân không hề có lỗi nên Hân không thể dễ dàng để cho người khác chà đạp và muốn làm gì mình thì làm. Lòng tự tôn nổi lên, cô kiên quyết nói. Mẹ con cô hơi quá đáng rồi đấy. Nếu các người vẫn không từ bỏ ý định hại người thì buộc cháu phải mời công an đến giải quyết. Còn bây giờ mời hai người đi cho. Nhưng bà Thảo và Nguyệt Hạ đâu có thể bỏ đi một cách rõ ràng như thế. Bà Thảo nghĩ đời thủa nhà ai, một con danh vắt mũi chưa sạch dám quyến rũ con trai bà mà còn vênh mặt thách thức và không mảy may sợ sệt chứ. Mỗi lời nó nói ra khiến máu trên não bà lại bốc lên mấy phần. Nếu như con mặt giặc đó không có bầu thì bà đã xông vào mà cho nó một trận rồi. Không phải bà sợ ảnh hưởng đến cái thai, mà sợ nếu chả may mình động vào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tội lỗi bà gánh hết. Nên mặc dù rất tức giận nhưng bà vẫn đủ khôn khéo để không mắc vào bẫy cô ta. Ấy là bà nghĩ vậy. Thấy mẹ con bà Thảo vẫn chưa chịu bước ra, Hân không chần chừ nữa, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Thắng. Đúng lúc tiếng Thắng vang lên trong điện thoại thì Nguyệt Hạ dùng tay đẩy mạnh Hân một cái. Cú đẩy quá mạnh khiến Hân không kịp phản ứng, liền ngã ủịch ra đằng sau. Chiếc điện thoại văng ra khỏi tay cô, đồng thời Hân ôm bụng kêu thét lên. Trời ơi, có ai không cứu với con tôi? Đi thôi mẹ, mặc kệ cô ta. Bà Thảo hốt hoảng mặt tái đi. Bà không ngờ rằng đứa con gái của mình lại hành động bất cẩn và dại dột như vậy. Thay vì đưa Hân đi bệnh viện thì hai mẹ con bà đã nhanh chân chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc Hân một mình ôm bụng nhăn nhó. Đến khi ngồi trên xe Nguyệt Hạ rồi, bà Thảo mới run run hỏi. Sao mày lại làm vậy chứ? Liệu nó có làm sao không con? Ngủ quá đi mất, còn ơi là con. U là trời, đến nước này mà mẹ còn sợ gì nữa chứ? Chẳng phải mẹ đang muốn phá bỏ mối quan hệ này của anh trai hay sao?
Con còn mong cho cái thai trong bụng cô ta sảy luôn thì càng tốt. Không việc gì phải sợ cả. Mẹ yên tâm, cô ta không dám báo công an thôi. Việc này là do cô ta tự chuốc lấy. Bản thân tự làm thì tự chịu, trách ai được nữa đây. Nhưng mẹ không muốn giải quyết bằng cách này. Cầu mong cho cô ta không bị làm sao. Không thì cả đời này mẹ sám hối không kịp đâu. Thả như nó mới có bầu, đằng này chửa to vượt mặt như thế. Nếu có bề gì là mình mang tội giết người đó con ơi. Thằng Thắng mà biết, nó sẽ oán hận mẹ con mình lắm lắm. Trời ơi, anh ấy là con trai mẹ mà, mẹ sợ gì chứ? Con đã nói rồi, mẹ không phải lo. Con đã giúp mẹ loại bỏ cô ta rồi đấy. Trong khi ấy, tại trung tâm, Thắng đang gọi liên tục cho Hân mà không được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh đứng ngay dậy, dặn dò nhân viên làm việc, rồi đi xuống gara. Hàng loạt câu hỏi tại sao bật ra trong đầu, nhưng không có lời giải. Tại sao Hân đang gọi cho anh lại bỏ máy chứ? Liệu cô có xảy ra chuyện gì không? Hoang mang lo lắng, Thắng lấy xe máy phóng vội đến nhà Hân. Đến nơi anh đã thấy có vài người đang đứng túm năm tụm ba, nói chuyện gì đó. Thấy phòng Hân khóa cửa, anh hỏi. Dạ, mấy chị cho em hỏi, cô Hân ở phòng này đi đâu rồi ạ? Một chị ngước lên nhìn Thắng chép miệng hỏi. Ơ, cậu không biết gì à? Cô Hân vừa bị té, mọi người đưa đi viện rồi. Khổ, chẳng biết chồng ở đâu, mà một mình bụng mang dạ chửa, còn bị ngã thế này nguy hiểm lắm. Ngày đầu còn bị ra máu, không biết đứa bé có giữ được không nữa. Tội nghiệp thật. Thắng chỉ kịp cảm ơn người phụ nữ rồi phóng phút đi. Nhưng được một lát đã thấy anh quay lại, mấy người kia vẫn đang đứng đó. Thắng rè xe đến gấp gáp hỏi. Dạ em khuấy mất, chưa hỏi các chị xem Hân được đưa đến bệnh viện nào ạ? Tôi nghe chị chủ nhà nói cô ấy được đưa đến bệnh viện phụ sản Mê Công đấy. Cậu đến đó xem thế nào. Đàn bà con gái một thân một mình đến khổ. Thắng vào đến bệnh viện thì đã thấy Hân nằm trong phòng cấp cứu. Anh lo lắng chạy vào. Một cô y tá thấy vậy ngăn lại nói. Ơ này anh kia, anh đi đâu đấy? Đây là phòng cấp cứu, không thể tự tiện đi vào được đâu. Dạ, cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Nguyễn Phương Hân nằm trong kia có sao không ạ? Anh là chồng của cô ấy à? Vợ đang có bầu mà không cẩn thận, để cô ấy bị ngã thế. Bác sĩ đang cấp cứu và truyền thuốc cho cô ấy. Vợ anh đang rất sợ hãi. Anh vào lựa lời động viên vợ đi. Phúc tổ 70 đời nhà anh đấy. May là bệnh nhân được đưa đến kịp thời. Chậm tí nữa thì đứa bé đã không giữ được. Nhưng người mẹ thì hoảng loạn lắm. Thắng thở phào một cái. May là em bé không làm sao. Anh được cô y tá dẫn vào phòng. Thấy Hân đang nằm thiêm thiếp trên giường. Bên cạnh là mớ dây chuyền. Tuy vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nơi khóe mi Hân vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Thắng tiến đến đặt nhẹ tay lên người Hân nói. Hân ơi, anh đây. Hân khẽ từ từ mở choàng mắt. Thắng đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô vừa nhìn thấy anh, Hân liền nhắm mắt lại. Cô không muốn nói gì trong lúc này. Rất muốn bảo anh đi về, nhưng miệng không thể thốt nên lời. Cô rất muốn nói cho anh biết, chính mẹ và em gái anh là người gây ra tai họa cho cô. Rất muốn trút giận lên anh, hay chí ít là mắng cho anh một trận cho thỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Xong mồm miệng cứng ngắc, và cô đã im lặng. Chung quy anh đâu có lỗi gì trong chuyện này. Anh chả rất tốt với cô còn gì. Người gây ra tội lỗi là em gái anh cơ mà. Thấy Hân im lặng không nói gì, Thắng lại tiếp. Em phải cẩn thận chứ. Cũng may đứa bé không bị làm sao. Thời gian này em phải đi đứng hết sức cẩn thận. Cần gì cứ nói với anh, đừng ngại. Hân chỉ nghe mà không nói gì. Vì cô sợ khi mình nói lên cảm xúc sẽ lại dâng trào và không thể kìm nén, sẽ buông lời xúc phạm anh. Lúc này cô lại không được phép xúc động hay tức giận. Vì giờ Hân không lo cho bản thân mà lo cho đứa con trong bụng. Cũng may em bé không sao, chứ không thì cả đời này cô sẽ ân hận và hối tiếc không nguôi. Thắng ngồi đó một lúc lâu vẫn không thấy Hân trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh biết cô đang lo lắng. Đấy là anh còn chưa biết nguyên nhân vì sao Hân phải vào viện cấp cứu. Nếu như anh biết được người gây ra nguy hiểm này cho Hân chính là mẹ và em gái mình, thì không biết anh sẽ nghĩ sao. Đúng một năm sau ngày giỗ đầu bà Liên,
Nhưng bà Thu vẫn không thấy ông Quyết đã động gì đến chuyện đón mình về chung sống. Mặc dù rất bực trong lòng, nhưng bà biết muốn đạt được mục đích thì phải mềm mỏng, chứ không thể gây sức ép với ông Quyết. Và một âm mưu đã được vạch ra mà bà Quyết thực hiện bằng mọi giá. Hôm đó là vào buổi chiều, biết ông Quyết vừa từ công ty trở về, bà Thu không hề thông báo mà chạy xe đến thẳng nhà ông. Thấy bà Thương ra mở cửa, bà Thu không thèm hỏi câu nào mà cho xe vào gara rồi mới lạnh nhạt hỏi người giúp việc. Ông chủ có trên phòng không chị Thương? Dạ, ông chủ đang mệt nên nằm nghỉ trên phòng ạ. Bà Thu chỉ chờ có thế liền bước nhanh lên cầu thang. Bà cứ tự nhiên như người nhà và chẳng hề e ngại gì cả. Đang đi chợt bà quay mặt lại bảo bà Thương. Chị lấy cho tôi một cái đĩa để tôi sắp trái cây lên thắp nhang cho chị Liên. Bà Thương dạo một cái rồi đi xuống bếp, bụng chửi thầm. Đúng là đồ đạo đức giả, loại giết người không sao. Cũng tại bà nên bà chủ mới chết. Thế mà cứ làm như ta đây tốt lắm. Rắn rết cũng không ác độc bằng bà. Sống lỗ như vậy thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Chỉ trách ông chủ mù màu ngu muội nên mới vồ lấy bà, chứ tôi khinh. Đưa cái đĩa cho bà Thu, bà Thương lui xuống bếp mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Bà biết thừa bà Thu chỉ giả vờ che mắt vậy thôi, chứ thực ra lần nào bà ta chả kiếm cớ đến đây chơi. Nhưng thắp hương thì ít mà chơi với ông chủ thì nhiều, kiểu gì lát nữa hai người chả đưa nhau vào phòng riêng hú hí. Vẫn biết đàn ông vợ chết thời nay chẳng mấy ai chịu ở không, nhất là một người có điều kiện kinh tế và phong độ như ông Quyết. Nhưng lấy ai thì lấy, chứ lấy bà Thu về thì bà nghĩ trước sau gì bà ta cũng lộ bản mặt thật của mình ra thôi. Người như bà Thu đầy dẫy tâm cơ chứ không hề đơn giản. Biết là vậy, song bà thấy mình lo nghĩ hơi nhiều. Đây chẳng phải việc của bà, thì bà đâu cần phải lên tiếng hay bận tâm làm gì. Bà chỉ cần làm tốt việc nhà là được, còn chuyện gì xảy ra mặc kệ họ thôi. Chỉ thương cho bà chủ yểu mệnh và thương cho cậu chủ gặp phải người mẹ kế nham hiểm thủ đoạn. Thay vì vào phòng ông Quyết ngay, thì bà Thu lại cầm đĩa trái cây đi lên gian phòng thờ. Nhìn lên di ảnh bà Liên, chợt bà Thu rùng mình. Đôi mắt người ấy cứ nhìn xoáy vào mặt, khiến bà gai hết cả người. Xong chợt trấn an bản thân nghĩ, giờ đang ban ngày ban mặt sáng trưng ra, làm chó gì có ma quỷ mà sợ. Mình chỉ được cái thần hồn nát thần tính thôi. Nghĩ thông, bà Liên châm mấy que nhang cắm vào bát và thì thầm nói với bà Liên. Chị hãy yên nghỉ và siêu thoát đi nhé. Còn anh Quyết, hãy để tôi chăm sóc cho. Một người yếu ớt nay bệnh mai tật như chị thì chết đi lại là một giải pháp tốt đấy. Đúng ra chị phải cảm ơn tôi mới phải. Mẹ con chị đã được quá nhiều rồi, không thể ôm hết một mình được. Giờ đến lượt tôi, thế nhé. Khói nhang nghi ngút bốc lên tạo thành những vòng tròn rối rắm trước mặt, khiến bà Thu bất giác cảm thấy mắt mình như mở đi. Tựa hồ như trong đám khói nhang ấy có hình ảnh thoát ẩn thoát hiện của bà Liên. Thì sợ hãi dụi mắt mấy cái rồi lùi dần đến cầu thang. Bà ta mới hoàn hồn đưa tay lên chặn lấy ngực, thở hổn hển rồi mới bước nhanh xuống. Đến trước cửa phòng ông Quyết, bà run run xoay nắm cửa. May là cửa không chốt trong. Ông Quyết đang nằm xem tivi, thấy người tình xuất hiện ngay trước mắt thì ngạc nhiên lắm. Ông nhỏm ngay dậy ngó ra cửa xem có ai không rồi hỏi. Em đến lúc nào vậy? Làm anh giật hết cả mình. Em nhớ anh đến thăm không được sao? Em đến từ nãy mà lên trên thắp nhang cho chị Liên xong mới xuống nè. Em thật chu đáo, vào đây với anh nào. Bà Thu chỉ chờ có thế liền ấn chốt cửa rồi tiến lại phía ông Quyết. Chiếc váy bà mặc nó mới khiêu gợi làm sao. Luôn là vậy, mỗi khi gặp bà ông đều không thể ghìm được ngọn lửa dục vọng trong lòng. Nó cứ như lò than rừng rực cháy, khiến ông như bị thiêu rụi trong đó. Phải công nhận bà Thu rất đẹp. Tuy đã ở tuổi 50, nhưng nhìn thân hình săn chắc vì được chăm sóc kỹ lưỡng, đủ thấy nhiều chị em tuổi 30 chưa chắc đã bằng. Tâm thần nuột nà trắng nõn bày ra trước mắt như trêu ngươi người đối diện. Bằng một động tác dứt khoát, ông Quyết đã lột gọn gàng hai mảnh vải vương víu kia. Em đẹp lắm nàng tiên cá của anh. Người em thơm như muối mít ấy, lúc nào cũng làm anh đê mê đắm đuối thế này có chết không?
Em có biết là hàng đêm anh cứ phải một mình lăn lộn trên giường vì nhớ em, bắt đền em đấy. Mụ Thu ngúng nguẩy đáp. Tại mình còn kêu gì nữa, bảo cưới người ta về thì không chịu, cứ chần chừ nước đôi mãi. Hay em đi lấy chồng nhé, ngoài kia còn đầy người xếp hàng mà em chưa duyệt đây này. Ông Quyết đưa mấy ngón tay lên miệng Mụ Thu nói. Anh cấm đấy, ngoài anh ra em không được cho thằng nào lén phén đến gần nghe chưa. Anh mà thấy anh cắt cả cụm, xong đợt này anh sẽ đưa em về giới thiệu với thằng Tùng. Nhớ đấy, em không chờ được nữa đâu. Rồi yên tâm, giờ thì tập trung vào chuyên môn đi nào. Đời ông thật may mắn khi yêu Thu, đàn ông khôn khéo là phải biết hưởng thụ, đời sống được mấy đâu mà giữ với gìn. Bà Liên cũng mất được một năm rồi, ông để tang vợ chừng ấy là quá đủ. Dẫu ngay ngày mai ông cưới bà Thu về thì cũng chả ai nói được gì, chỉ hơi ngại thằng con trai và ông bà già vợ chút thôi. Cơ mà chẳng ai nắm tay được từ tối đến sáng. Quan niệm ngày nay họ cũng nghĩ thoáng rồi, người ngoài còn không để ý thì thôi, chứ người nhà so đo gì chứ. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến ông Quyết nằm thuẫn người ra. Mụ Thu vẫn cúi xuống làm nhiệm vụ đặc biệt. Tiếng rên trầm khàn hồng hộc phát ra, tạo thành những âm thanh ám muội thoát ra ngoài cánh cửa. Cả hai đâu biết rằng bà giúp việc đang lau nhà ngoài hành lang đã nghe không sót một lời. Không phải bà Thương không biết họ làm gì trong đó, sao như này là quá lắm rồi. Bà có muốn bịt tay lại cũng không được. Khiếp, sao mà khỏe thế, cứ hùng hục như này, ai mà chịu được. Bình thường không có em thì lấy ai cho mà anh thỏa mãn. Em đang nghĩ mỗi khi anh lên cơn, chưa biết chừng còn đẻ ngửa cả con Mụ giúp việc ra ấy nhỉ. Dám lắm ấy. Bà Thương tởm lợm muốn ói khi nghe thấy mấy câu bẩn thỉu được phát ra từ miệng Mụ Thu. Họ làm cái gì vậy trời? Họ nghĩ ngôi nhà này chỉ có hai người và coi bà là không khí hay sao thế? Tò mò, bà Thương đứng im nghe ngóng xem đôi rắn người này còn quần nhau đến lúc nào. Xem lúc phởn lên, chúng mày còn nói gì về mình nữa? Tiếng ông Quyết lại vang lên. Em điên à? Bà ấy có nằm ngửa ra đấy, anh cũng chả thèm. Sao mà ví với em được? Một bên là đom đóm, một bên là trăng rằm. Sao thế đếch nào mà so? Nói không phải ngoa, chứ thằng đàn ông nào mà nhìn thấy Mụ nuôi chắc cũng không đừng được mà đè ngửa Mụ ra mất. Chính vì thế nên lúc nào ông cũng lo nơm nớp, chỉ sợ xảy ra là mất ngay. Được cái về khoản giường chiếu mây mưa này thì cả hai hợp nhau lắm. Ông thì đang sung sức, còn Mụ Thu lại như một chiến binh dũng cảm, không hề biết mệt, luôn nhiệt tình chiều theo những sở thích quái đản của ông. Giờ ông mới thấm thía câu nói của các cụ, nồi nào úp vung nấy, và thầm tiếc cho mình đã bỏ phí cả ba chục cái thanh xuân bên một người vợ bệnh tật. Nói thật không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến bà Liên, ông lại tự đấm vào ngực thùng thụp. Người đâu, ngay cả lúc lên giường với chồng, vẫn cứ e ngại như công chúa cấm cung, chả bao giờ làm ông thỏa mãn, chán thế không biết. Nếu không phải bà giàu, thì đời nào ông chịu lấy bà chứ? Giờ ông lại nghĩ đến cái chết của bà và thầm cảm ơn Thượng Đế đã giúp ông giải thoát kịp thời. Nếu mà ôm cái của nợ ấy đến già, chắc ông chết mất. Bà Thương đứng một lúc thì rời đi vì không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Bà cầu mong cho cậu chủ sớm về để chứng kiến hành động bẩn thỉu của hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng kia. Chỉ có cậu mới đủ điều kiện để theo dõi và vạch mặt con đàn bà khốn nạn đó. Và điều ước của bà đã thành hiện thực. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu cậu chủ đã về đến. Bà Thương nhanh tay chạy ra mở cổng. Khi chiếc xe hơi tiến vào gara, Tùng liếc thấy cái xe máy quen thuộc của ai đó dựng bên trong thì xách cặp đi vào nhà, không quên chào bà Thương và hỏi: Cô Thu đến chơi phải không cô? Đúng rồi đấy cậu chủ, bà Thu đang ở trên phòng ông chủ. Cậu đi nhẹ chân một chút, kẻo ông quát cho đấy. Tùng thấy lạ, liền bước lên tầng trên. Bà Thương lui xuống bếp, nhưng tai vẫn giỏng lên nghe ngóng nhất cử nhất động của Tùng. Mong là cậu ấy nhìn thấy, để xem con Mụ kia có ê mặt ra không. Bước chân Tùng chợt khựng lại khi nghe rõ những âm thanh phát ra từ phòng ngủ của ba. Mặt anh bất chợt đỏ găng. Đây chẳng phải là cảnh ân ái hay sao? Là tiếng của bà Thu,
Tại sao ba lại mang bà ấy về đây chứ? Hai người đã bập vào nhau từ khi nào? Cứ cho rằng trước đây bà Thu là bạn thân của mẹ, nhưng nghĩ đến việc bà ấy quan hệ với ba anh, vẫn không tài nào chấp nhận được. Nó cứ làm sao ấy? Sao không phải ai khác mà lại là bà Thu? Hàng loạt câu hỏi đang vang lên bên trong đầu Tùng, nhưng không có lời đáp. Vẫn biết ba anh có quyền tìm bạn tâm sự, nhưng có nhất thiết phải lộ liễu quá không? Chứng tỏ hai người họ đã ở bên trong từ lâu rồi, và bà Thương đã nghe thấy tất cả nên mới cảnh báo cho anh. Mắt anh giật giật, đôi bàn tay vô thức siết lại, miệng lẩm bẩm những lời không rõ chữ. Trong phòng, ông Quyết hình như vẫn chưa biết Tùng đã về, nên cuộc mây mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ như họ đang ở thời điểm cao trào. Tiếng đàn bà rên rỉ, dù không muốn nghe nhưng nó vẫn đập vào tai Tùng. Anh lắc nhẹ đầu rồi dứt khoát bước qua. Nhất định sau hôm nay, anh sẽ phải nói chuyện này với ông Quyết. Anh không cấm đoán ông, song không thể lộ liễu thế này được. Ông không thể đưa một người đàn bà khác về hủ hóa ngay trên chiếc giường hạnh phúc mà trước đây mẹ anh đã nằm. Cơn giận bùng phát chợt nhen lên, khiến anh thở hắt ra một tiếng, đồng thời đưa tay lên chặn ngực. Anh bước chân về phòng mình, định bụng sẽ cố nín nhịn, khi nào bà Thu rời khỏi đây mới nói chuyện với bà. Nhưng dường như bà ta đang trêu ngươi và thi gan với anh thì phải. Tùng đã về được nửa tiếng, ngoài trời thì cũng bắt đầu nhá nhem tối, mà phòng ba vẫn chưa mở cửa. Những âm thanh ám muội và giọng nói nũng nịu của bà Thu vẫn đập vào tai. Không thể chịu đựng được nữa, Tùng đứng lên đi đến trước cửa phòng ông Quyết gõ cửa. Tùng phải gõ đến hồi thứ ba, ông Quyết mới cất giọng khó chịu hỏi. Ai đấy? Có việc gì? Là con đây ba. Ba dậy đi, trời tối rồi. Cả cô Thu nữa, mời cô ra ngoài. Ông Quyết không ngờ thằng con trai đã nghe hết những gì bên trong. Giờ ông mới vào đầu bứt tai vì thấy mình quá bất cẩn. Trái lại bà Thu vẫn bình thản, tỏ ra không có vẻ gì là sợ hãi. Bà nói nhỏ vào tai ông. Anh sợ à? Bản lĩnh kém thế. Chúng ta không có gì sai cả. Nhưng việc này em nghĩ anh nên nói chuyện cho Tùng biết luôn đi. Ông Quyết không thể ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh sợ khóc sợ mếu. Vậy là mọi kế hoạch đều đổ bể hết. Ông muốn đưa bà Thu đường hoàng bước chân vào nhà trong một tâm thế hoàn toàn khác, chứ không phải bị thằng con bắt gặp quả tang mình đang hủ hóa trước mặt nó thế này. Vậy là thành trì mà ông cố xây dựng bấy lâu nay giờ đổ sông đổ bể hết sao? Dẫu là một kẻ đang điếm trăng hoa, nhưng ông vẫn muốn xây dựng cho mình một hình tượng bên ngoài thật hoàn hảo. Ai ngờ chỉ vì một phút thăng hoa hôm nay mà ông đã phá bỏ tất cả. Giờ biết ăn nói làm sao với Tùng đây? Cũng tại bà Thu cả cơ. Sao mà liều thế không biết? Tự dưng dẫn dụ ông vào động tình làm ông mê mẩn không thể thoát ra. Mọi lần bà cũng cùng ông làm chuyện ấy ở đây, nhưng chỉ chớp nhoáng để giải tỏa cơn khát, chứ không kéo dài bất tận như lần này. Ai bảo ông sung quá cơ? Giờ thì đẹp mặt nhé. Cả hai loay hoay một lúc mới đi ra. Khi ông Quyết mở cửa, bà Thu không còn e ngại gì nữa mà choàng hẳn tay vào người ông, như muốn thách thức, như muốn khẳng định chủ quyền. Mặc dù ông đã cố tình gỡ tay bà ra, nhưng bà lại khoác vào. Ai có mặt lúc này sẽ thấy mặt ông Quyết đang đỏ rừ. Ngược lại, người đi bên ông lại vui như Tết, mặt mày nở hoa. Trong phòng khách, Tùng đã ngồi ở đó rồi. Đi đến bên con trai, ông Quyết ngại ngùng nói. Con về lúc nào đấy? Ba xin lỗi, đã làm con khó chịu. Bà Thu cũng nở nụ cười nói với Tùng. Chào con trai, hôm nay đi làm về sớm thế. Tùng bắn ánh mắt như con lửa về phía bà Thu, răng nghiến lại cố ghìm nén cơn giận đang dâng lên ngùn ngụt. Anh móc mỉa. Cô Thu vào phòng ba cháu từ khi nào thế? Cháu không nghĩ là cô lại thăng hoa đến thế. Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Tiếng ông Quyết vang lên yếu ớt. Con hãy bình tĩnh, bà cũng định sẽ nói với con, nhưng chưa kịp nói thì con về. Thực ra thì ba có tình cảm với cô Thu, và tới đây... Nói đến đây, ông Quyết có vẻ sượng nên dừng lại thăm dò thái độ của Tùng. Tùng liền nhếch mép nói. Ý ba là muốn đưa cô Thu về làm mẹ kế của con phải không? Hai người cũng khéo sắp đặt nhỉ.
Chỉ là con không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Có lẽ mối quan hệ này được thiết lập từ lâu rồi. Con chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Ông Quyết bắt đầu phân bua. Con biết rồi đấy. Mẹ con cũng đã mất được một năm. Và ba mới chỉ ngoài 50. Tuổi này nếu không có người chăm sóc thì thật là bất tiện. Còn cô Thu đây cũng là bạn bè thân quen của gia đình. Bà đã hiểu được tính tình của cô ấy. Cô Thu không nề hà mà đồng ý về làm bạn với ba. Như vậy con phải mừng cho ba chứ. Phải không nào? Thì ra bà đã sớm sắp xếp mọi chuyện hết rồi. Còn cô, cháu muốn nghe ý kiến của cô. Bà Thu làm ra vẻ cảm động nói. Cô biết việc này đến với con là đường đột. Cô cũng không phải người thứ ba cố tình xen vào giữa ba mẹ con. Chỉ là mẹ con đã sớm yểu mệnh. Cô thấy thương trong hoàn cảnh của ba con nên đồng ý về làm bạn với ông ấy. Con biết rồi đấy, cô cũng đang độc thân. Người đến với cô nhiều lắm, nhưng cô cảm mến tấm lòng của ba con nên mới ưng thuận. Rất mong sự ủng hộ của con. Ở một góc khuất, bà Thương đã nghe không sót một từ. Bà phải công nhận à đàn bà kia đã đi một nước cờ rất khôn. Để cho Tùng chứng kiến một sự việc đã rồi, bà không ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng nói gì đi nữa, bà Thương không hề có một chút cảm tình nào với người đàn bà này. Ở bà ta cứ toát lên vẻ gì đó giả tạo và đầy tâm cơ. Bà nghĩ một người như bà Thu không chỉ đơn thuần như vậy. Huống chi bà ta và ông chủ đã có con với nhau. Nghe mụ ta nói mấy câu vừa rồi mà bà chỉ muốn ói. Thế nào là không phải kẻ thứ ba? Rõ ràng mụ chính là một con hổ ly chín đuôi rành rành ra đó. Đã nằm với nhau và cho ra sản phẩm từ khi bà chủ vẫn còn sống. Cậu bé kia giờ đã 18 tuổi mà vẫn leo lẻo ra vẻ thanh cao. Thì bà cũng đến lại. Không biết bên trong ông Quyết đã nói những gì với con trai, bà Thưa không biết. Chỉ biết rằng lát sau Tùng đã bỏ đi. Mụ Thu còn ở trong phòng với ông Quyết một lúc nữa mới về. Sau hôm ấy, hai bố con ông nhìn nhau như mặt trăng với mặt trời. Đến bữa ăn, Tùng đợi cho ba mình ăn xong mới xuống ăn cơm. Anh cảm thấy giữa anh và ông có một khoảng cách vô hình. Và bà Thu chính là tác nhân tạo ra cái hố sâu ấy. Cuối cùng điều không mong muốn cũng xảy ra. Chỉ một tuần sau cái hôm Tùng chứng kiến cuộc mây mưa của ba và người đàn bà ma quỷ kia, thì tối hôm đó ông Quyết chủ động vào phòng nói chuyện với anh. Tùng, ba muốn nói chuyện với con. Chuyện gì vậy ba? Ngồi xuống đi đã. Ba biết con giận ba và nhất thời chưa chấp nhận được việc ba có tình cảm với cô Thu. Nhưng con biết rồi đấy. Mẹ con mất đi, đó là một tổn thất lớn cho gia đình ta. Là một nỗi đau và nỗi buồn không thể khỏa lấp. Song ba cũng không thể nào sống vỏ võ một mình cho đến hết đời được. Khỏe mạnh thì không sao. Ngộ nhỡ ốm đau xuống đấy là cả một vấn đề. Con không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc hầu hạ ba được. Vì vậy ba muốn đưa cô Thu về làm bạn tuổi già. Điều này không có gì sai cả. Con có ý kiến gì không? Tùng thở dài ngao ngán. Nói như này khác nào ông Quyết đã quyết định. Và việc nói chuyện với anh chỉ là lý do để ông chính thức thông báo mà thôi. Tùng nói. Như vậy là ba đã quyết định rồi. Tùy ba thôi. Con chỉ hơi ngạc nhiên không nghĩ người ba muốn lấy làm vợ lại là cô Thu. Con chỉ có một ý kiến nhỏ thế này. Nếu ba đưa cô ấy về đây thì hai người nên sinh hoạt ở phòng khác. Con không muốn phòng ngủ của mẹ con bị vấy bẩn bởi người đàn bà này. Ba đồng ý chứ? Cái gì chứ điều này thì ông Quyết gật đầu cái rụp. Việc khó khăn nhất coi như xong, ông nói tiếp. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, vì đây là tái hôn, nên bà cũng không muốn tổ chức đám cưới dùm beng. Chỉ gọn nhẹ trong gia đình để thông báo cho họ hàng và bạn bè thân thiết biết thôi. Tuy sẽ thiệt thòi cho cô Thu, nhưng cô ấy cũng không đòi hỏi gì. Nếu bà không còn việc gì khác, thì con xin phép đi nghỉ. Ông Quyết vẫn chưa đi ra mà nhìn sâu vào mắt Tùng hỏi. Còn chuyện riêng của con thì sao? Bà thấy con Hân vẫn chưa chịu quay về. Không biết giờ này nó đang ở đâu nữa. Hay là sau việc của ba, con cũng nên tìm cho mình một người để sưởi ấm trái tim đi. Đàn ông lang bang quá không tốt. Con cũng ngoài 30 rồi. Cảm ơn ba đã lo cho con. Việc này hãy để con tự quyết định đi ạ. Ông Quyết im lặng không nói gì nữa, mà khẽ đứng dậy bước ra. Ông biết tính Tùng luôn muốn làm theo ý mình. Nếu ý anh đã quyết thì đố ai lay chuyển được. Nó cũng có khác gì tính ông ngày xưa. Thôi kệ,
miễn việc của mình thuận buồm xuôi gió là tốt rồi. Ngay ngày mai ông sẽ nói chuyện này với bà Thu. Cứ nghĩ đêm nào cũng được nằm trong vòng tay ve vuốt của người tình, mà người ông lại nóng gian, lòng lâng lâng một cảm giác sung sướng. Ông đâu biết rằng cách đó vài cây số, người đàn bà kia đang đầu ấp tay gối với một gã trai khác. Kẻ này trẻ và ga lăng hơn ông nhiều. Có điều kẻ đó không nhiều tiền như ông, không có địa vị và nổi tiếng bằng ông. Khác chăng hắn biết cách làm cho mụ luôn phải khát khao thèm muốn mỗi lần bên cạnh. Người ta nói đàn ông ham của lạ, nhưng có lẽ câu này nên hoán đổi vị trí thì đúng hơn. Ông Quyết là một con trống cực kỳ sung mãn, cứ tưởng rằng điều ấy sẽ đủ sức để trói chân người đàn bà khát tình. Song có vẻ như chẳng có gì là đủ đối với mụ. Lòng tham vô đáy, lại thấy thứ mình đạt được quá dễ dàng, nên mụ bắt đầu mở chiến dịch săn lùng những con mồi mới để thỏa mãn nhu cầu nhục dục tầm thường của bản thân. Và không khó khăn để mụ ngã vào tay những gã đàn ông khác nhằm đổi gió. Người ta nói lấy tiền của thằng già đi nuôi thằng trẻ cũng không ngoa. Nhu cầu chăn gối của mụ quá cao, mụ không chấp nhận được mỗi đêm phải chăn đơn gối chiếc một mình, lại thèm cảm giác lạ. Song vì là phụ nữ đơn thân nên không phải đêm nào mụ cũng có người để ôm ấp, thành ra lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu một bờ vai. Chính vì vậy, lúc nào mụ cũng muốn có đàn ông bên cạnh và nhiều lần đưa ra yêu sách bắt ông phải đến phục vụ mình vào ban đêm. Tiếc là điều đó là không thể. Nói gì thì nói, ông vẫn là người có gia đình. Bên ông còn cả một công ty và những mối quan hệ khác. Ông không muốn hình ảnh của mình bị vấy bẩn. Vì thế điều mụ muốn là bất khả thi, không muốn nói là quá hoang đường. Và điều đó khiến cho con đàn bà có máu lăng loạn tiếp tục đi hoang. Ông lại không phải là người đầu tiên bị mụ phản bội. Trong quãng đời của mụ, chỉ duy nhất một lần mụ bị người khác phản bội, đó chính là vết nhơ mà mỗi lần nghĩ đến, mụ lại bặm môi và nghiến răng chèo chẹo nguyền rủa cho cái thằng đàn ông chết tiệt kia phải trả giá. Mụ sẽ chờ đến ngày hắn phải quỳ xuống chân mụ van xin. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến, vì đời còn dài lắm, chả biết đâu mà lần. Nghĩ đến lão Quyết, mụ vẫn tức. Suốt ngày kêu yêu mụ lắm, cả đời này chỉ có mụ mà thôi. Ấy thế mà bảo rước mụ về thì cứ lần lựa mãi. Nay thì bảo mai, mai lại nói ngày kia. Đã vậy mụ sẽ cho lão biết thế nào là nói không nghe. Lão không biết trân trọng mụ thì mụ sẽ cho thằng khác chơi, để xem ai thua ai nào. Vắng lão mụ cũng chả chết. Chỉ có điều muốn gì thì muốn, mụ vẫn cần một nơi để dựa vào. Con trai mụ cần lão, lão chính là cái bàn đạp để con mụ tiến thân. Mụ cần phải chuẩn bị nền tảng thật tốt cho nó. Nhất định khối tài sản cách xù kia phải là của con trai mụ. Cái thằng Tùng đã là gì mà đòi nuốt hết chứ, đừng có hỏng. Thấy người tình tự nhiên thuẫn người ra, thằng đàn ông nằm bên trên liền đưa tay bóp nhẹ cằm mụ. Hắn đưa ra cái cằm nham nhám dâu cạ lên má mụ cợt nhả. Đăm chiêu gì đấy cưng, đừng có nói với anh là cưng đang nghĩ đến thằng già đó nhé. Sao tự dưng lại thử người ra vậy, không sướng à? Mụ choàng tỉnh ôm cứng lấy người tình. Khẩu súng lục của thằng kia lại cạ cạ vào người mụ như trêu ngươi. Và hắn đã là một hiệp rồi, nhưng xem chừng thằng kia vẫn chưa thỏa cơn thèm. Nãy giờ hắn cứ hết lên lại xuống, dùng đủ mọi trò câu dẫn mụ. Hắn thừa hiểu mụ quá từng trải, và hắn chỉ là một trong số những con mồi tự chui đầu vào giỏ. Tuy biết mụ không còn trẻ trung mơn mởn như mấy em sinh viên sinh tươi ngoài kia, nhưng bù lại mụ lắm tiền, sẵn sàng nhét vào bóp hắn mấy tờ xanh cho một lần truy hoan. Vì vậy biết thừa mụ già và không chung thủy, nhưng hắn mặc kệ. Hắn cũng biết người cung phụ cho mụ những khoản tiền khổng lồ đó không ai khác chính là ông chủ của chuỗi công ty thủy sản giàu nứt đố đổ vách ở thành phố này. Hắn còn biết ông ta vẫn đang có một gia đình yên ấm. Tuy vậy vợ lão mới chết nên lão vẫn chưa dám công khai với mụ. Thôi thì đời cua cua máy, đời cái đào. Thời này cá ăn kiến thì kiến lại ăn cá. Thằng nào khôn thì sống, dại thì chết. Chừng nào còn đào được thì cứ đào, chẳng ai chê tiền cả. Và hắn lại càng không. Cũng phải công nhận mụ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Nếu mụ không khai thật, hắn chỉ đoán mụ tầm 35-36
hoặc 40 là cùng. Ai ngờ mụ đã ngót nghét 50 mùa lá rụng. Hắn tình cờ gặp mụ trong một phòng tập gym khi hắn đang là huấn luyện viên ở đấy. Chẳng khó khăn gì mà hắn không nhận ra đôi mắt mụ luôn nhìn xoáy vào bộ ngực 6 múi của mình một cách thèm thuồng, và hắn đã bắt được sóng ngay lập tức chỉ sau một nốt nhạc. Đêm đó hắn đã theo mụ về nhà và chính thức trở thành phi công trẻ lái máy bay bà già kể từ đó. Nhờ có mụ mà hắn đã mua được xe đẹp và những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền. Tiền tiêu không phải nghĩ. Cuối cùng một cái vòng luẩn quẩn lại được hắn thiết lập. Hắn dùng tiền lái máy bay đi nuôi một em sinh viên sư phạm, còn mụ cứ mê mải moi tiền của lão già để đem đi cung phụng cho hắn và mấy thằng trai bao. Mụ quá từng trải nên cái khoản kia cũng vì thế mà ngày một chai sạn đi. Mỗi lần bên mụ, hắn cứ phải vận hết mọi khả năng giường chiếu của mình để làm mụ hài lòng. Đôi khi hắn muốn chửi thầm vì con mụ này nó nhây kinh khủng. Nguyên cái khoản kích thích cũng mất mẹ nó một tiếng đồng hồ. Và ngay từ lần đầu tiên hắn làm cho mụ sướng thì tiếng anh ngọt xớt cũng được mụ thốt ra. Mới đầu hắn cũng ngại, nhưng dần già thì quen và bon mồm xưng anh lúc nào không biết. Anh thấy nó mẩy lắm rồi, ưỡn người lên nào để anh đưa em lên tiên nhé. Ừ, em vẫn đang sướng, làm thêm tí nữa đi anh. Chưa hết, mụ là một người thích cảm giác lạ nên hay nghĩ ra những chiêu trò quái quỷ. Có lần mụ bắt hắn đổ cả rượu ngoại vào đấy. Vì vậy trong tủ lạnh nhà mụ lúc nào cũng có mấy chai rượu ngoại ướp lạnh để cho đối tác thưởng thức. Cuối cùng là cảm giác thăng hoa, vừa say rượu vừa say tình, nhưng nhờ cái chất kích thích đặc biệt ấy mà hắn cảm thấy mình sung hơn. Lần này cũng vậy, có lẽ thấy thằng người tình của mình bắt đầu nản, mụ lại ỏng ẹo nói: lấy rượu ra đi anh yêu, dùng cái này chơi mới đã. Chiều em đi nào, làm tốt em sẽ thưởng thêm. Là tiền à? Thế thì anh đây không từ chối đâu nhé. Hắn phục ngay dậy, cứ thế thẳng tiến đến cái tủ rượu ngoài phòng khách. Nhưng lời mụ nói làm hắn khựng ngay lại. Vào tủ lạnh lấy rượu đi cưng, em thích mát mẻ. Bụng bảo dạ, mụ thích thì anh chiều nhé. Để xem mụ thích gì nào. Lần này anh sẽ cho mụ thưởng thức rượu Chivas nhé. Con 14 này cũng được đấy. Giờ thì nằm ngửa ra đi. Anh sẽ tống cả chai này vào cho mụ tha hồ phê pha. Xem có gào lên xin tha không nào. Cầm chai rượu lạnh ngắt từ trong tủ lạnh ra, thằng trai bao kéo mụ thu xuống sàn. Rồi mở nắp đổ thẳng vào vùng ngã ba của mụ, khiến mụ co người lại vì lạnh. Rượu mạnh được ủ trong tủ lạnh bắt đầu bốc hơi để lại cảm giác the mát cay cay, làm mụ thấy hưng phấn vô cùng. Bao nhiêu tinh túy từ rượu và cái thứ đặc biệt kia chảy ra được hắn nuốt trọn vào miệng. Tiếng rên khủng khục cũng vô thức bật ra. Mắt mụ dại đi, lờ đờ như người phê thuốc. Một mụ làm nhảm những lời tục tĩu nhất trên đời. Lên đi nào, hãy đưa em vào sung sướng đi, em chịu hết nổi rồi. Chỉ chờ có thế, hai kẻ bẩn thỉu chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Chúng quấn dính lên nhau trong cuộc truy hoàn bất tận. Ngày hôm sau, ông Quyết đến công ty một lúc rồi lái xe đến nhà mụ Thu. Thật may cho mụ vì thằng bồ trẻ vừa rời khỏi đây được nửa tiếng. Mụ và hắn đã quẩn nhau nguyên một đêm, giờ mới thấy buồn ngủ. Vậy là mụ dúi vào tay mấy tờ polymer, bảo hắn chịu khó ra ngoài ăn sáng, rồi định bụng chui vào phòng đánh một giấc cho lại sức. Ai dè lão lại đến đúng vào lúc này chứ. Bình thường mụ sẽ hào hứng lắm, nhưng bây giờ khi đôi mắt đã díp lại thì mụ chỉ mong lão biến đi đâu thì biến. Xong thấy xe hắn đã vào đến sân, mụ đành phải lết tấm thân hư hỏng của mình đi ra. Nhìn thấy hai mỏm đồi núi ẩn hiện sau làn váy ngủ, ông Quyết không tự chủ được mà lao đến bế bổng mụ lên và cúi xuống hôn chùn chụt vào cái miệng gợi tình kia, giọng thì thào: con bồ câu bé nhỏ của anh ơi, nhớ em quá đi mất, vào đây anh thưởng nào. Gớm, chỉ được cái dẻo mồm thì không ai bằng. Ai là bồ câu của anh chứ, lúc nào cũng kêu nhớ mà bảo đón người ta về thì không chịu. Ứ thèm đâu. Ấy ấy, ai lại thế? Anh yêu em nhiều không hết, sao lại không thèm? Vào đây chiều anh một tí, rồi anh báo cho cưng một tin vui, chịu không nào? Tin vui gì? Nói trước đi đã, không thì thôi, cấm sở vào hiện vật. Bí mật. Muốn có tin vui thì nằm xuống đây đã, để anh tiêm cho phát rồi mới nói. Đang lên cơn nghiền đây.
Thế là mụ lại phải chiều lão. Suốt đêm qua bị thằng Danh kêu quần cho tơi tả, giờ lại bị lão già này vần vò thân xác, khiến mụ có sức trâu cũng phải dã rời. Xong vừa rồi lão chả bảo có tin vui đem đến đó thôi. Thế là mụ đành phải cố chiều cho xong. Mẹ cha tiên sư mụ, nếu mỗi lần mụ đi hoang mà cái đấy nó lại teo đi một ít thì thường hỏi mụ có dám nằm ngửa suốt ngày thế này không. Còn lão nữa, giá như cái đó của lão nó mòn đi theo năm tháng thì giờ chắc cũng cụt mất rồi, còn đâu nữa mà phởn. Lại mất gần một tiếng, lão Quyết mới buông người tình và nằm vật ra thỏa mãn. Bấy giờ lão mới nói, em chuẩn bị đồ đi, ngày hôm nay anh sẽ đưa em về nhà. Kể từ giờ phút này em chính thức là bà hoàng của anh, chịu không nào? Chịu quá đi ấy chứ. Hóa ra lão nói tin vui là đây. Vậy là lão đã điều đình xong với con trai và mụ sẽ chính thức trở thành chủ ngôi nhà ấy. Chưa hết đâu, đó chỉ là bước đầu. Dần dần mụ sẽ thâu tóm tất cả. Mọi thứ sẽ là của mụ và con trai. Thằng Tùng chả là cái thá gì cả. Mụ đã có vũ khí bí mật trong tay thì còn sợ bố con thằng nào nữa. Nở nụ cười sung sướng, mụ nói, phải thế chứ. Nhưng để mai được không anh? Ngày nay em sợ không kịp. Lão đưa tay lên chặn lấy môi mụ, nói dứt khoát, có gì mà không kịp, em chỉ cần mang vali quần áo đi thôi. Các thứ ở đây cứ để nguyên, vẫn là nhà của mình, mất đi đâu mà sợ. Ừ nhỉ, nhưng mụ lại nghĩ khác. Mụ muốn cho thuê ngôi nhà này chứ để không thì phí lắm. Cho thuê nguyên căn chả kiếm bộn tiền à? Ngôi nhà này cho làm văn phòng thì hợp quá còn gì. Lão có vẻ không cần tiền, nhưng mụ thì cần. Tiền là tất cả đối với mụ. Thằng nào chơi tiền là thằng ấy ngu. Đời này càng nhiều tiền càng tốt, người giàu có sẽ được trọng vọng, nghèo thì ai chơi. Vì vậy mụ phải bước chân vào thế giới thượng lưu. Mụ là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị cơ mà. Từ nay mụ sẽ đàng hoàng sóng đôi bên cạnh lão để đi tiếp đối tác. Thấy mụ vẫn còn tư lự, lão nói, em sợ nhà bỏ không à? Đừng tiếc làm gì, thi thoảng vợ chồng mình sẽ sang đây đổi gió, cho chúng nó thuê nó lại phá nát nhà ra đấy. Cứ để đấy, việc kiếm tiền là của anh, em chỉ cần hô là có. Còn nhà này dứt khoát không có thuê thiếc gì cả, nhớ nhé. Mặc dù tiếc hủi hụi nhưng mụ vẫn phải nghe lời lão. Chợt mắt mụ lóe lên một tia tinh quái và nghĩ, như thế cũng tốt, nó sẽ là cái nơi để mụ thay đổi không khí. Đang chưa biết phải báo tin cho hai thằng bồ ra sao thì mọi chuyện vẫn như cũ. Khi nào cần mụ sẽ hẹn chúng nó ở đây. Chỉ cần mụ khôn khéo một chút thì mụ sẽ có tất cả. Hơn nhau là ở cái đầu thôi. Chẳng biết lão giỏi giang gì trong việc kinh doanh, chứ riêng lĩnh vực này lão chỉ là một con nai vàng ngơ ngác. Nhưng chính những toan tính tưởng rằng khôn ngoan này đã làm hại mụ. Để xem nào. Mụ Thu đã chính thức trở thành bà chủ của ngôi biệt thự biển nhớ này. Chỉ một tuần sau khi đưa mụ về, ông Quyết đã mở một bữa tiệc ngoài trời tại khuôn viên biệt thự để chiêu đãi quan khách. Nói cho oai chứ thực ra chỉ có một số người họ hàng và bạn bè thân thiết. Sau nhiều lần ngại ngần, cuối cùng ông cũng báo tin cho bố mẹ vợ biết. Mới đầu họ cũng có hơi đường đột, song thấy con gái mình đã mất, con rể lại đang ở tuổi sung mãn, nên ông bà ngoại Tùng cũng gật đầu chấp nhận. Nhưng họ không ra dự tiệc vui của ông Quyết như lời mời. Như thế cũng hay, đỡ phải khó xử. Ông Quyết càng được dịp khoe vợ mà không bị soi mói hay sợ ai đó khó chịu. Còn về Tùng thì ông chả phải ngại, bởi tính ra anh chỉ là con ông. Việc tương lai của ông là do ông quyết, kể cả Tùng có không đồng ý thì ông cũng đã quyết rồi. Từ hôm bà Thu về ở chung nhà, Tùng rất ít khi đụng mặt người mẹ kế này, phần vì không có thiện cảm với bà kể từ hôm anh phát hiện ra ba mình và bà ta ân ái quá lộ liễu. Phần vì bà Thu ở nhà ăn mặc rất khiêu gợi hở hang. Ai đời trong bữa ăn mà bộ ngực nửa kín nửa hở của bà ta cứ đập vào mắt một cách đầy phản cảm, khiến anh khó chịu vô cùng. Vì vậy hầu hết Tùng ít khi ăn cùng hai người, trừ phi không tránh được mới phải chịu. Thành ra anh luôn là người ăn cơm sau cùng. Ông Quyết biết con trai không ưa vợ nhưng cũng đành chịu. Chẳng biết từ bao giờ không khí trong gia đình mỗi khi có Tùng đều trở nên rất gượng gạo. Không chỉ có Tùng mà bà Thương cũng không còn hào hứng làm việc như trước kia.
Nhiều lần bà ngỏ ý với Tùng xin nghỉ làm, nhưng anh cố giữ vì không muốn thay người giúp việc. Hơn nữa bà Thương cũng đã làm cho gia đình mấy năm rồi. Bà Thương là người chu đáo và tốt tính, nên anh luôn coi bà như người nhà, chứ không phải quan hệ người chủ và người làm công. Ông Quyết thì từ ngày đón bà Thu về như biến thành một người khác. Mọi việc đều giao cho bà Thu quán xuyến, hễ đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là chui tọt vào phòng ôm vợ rúc rích, cứ như vợ chồng trẻ. Nhiều lúc bà cũng thấy xốn mắt, nhưng mà đành nhắm mắt làm ngơ, coi như mù như điếc vậy. Thôi thì kệ họ, hàng tháng mình nhận đủ tiền là được. Nếu không vì cậu Tùng, có lẽ bà Thương cũng bỏ đi lâu rồi. 3 tháng sau, trong một lần bà Thương đi chợ, chợt bà thấy có bóng người quen quen phóng xe đằng trước. Bà Thương hay đi chợ bằng xe máy cho chủ động, nên khi nhìn thấy người này thì óc bà đã nảy tanh tách rồi. Thay vì phóng xe vào chợ, bà lại không đi tiếp mà từ từ bám theo người kia. Giữ cho mình một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện, bà Thương đã may mắn bám đuôi được kẻ nọ. Thấy người này dừng lại trước một căn nhà 4 tầng khang trang, thì bà cũng tấp xe ra chỗ gốc cây gần đó và giả vờ bấm điện thoại. Có lẽ thấy bà trùm khẩu trang kín mít nên người kia không nhận ra. Sau khi đảo mắt một lượt không thấy ai, liền tra chìa vào ổ. Lát sau bóng người ấy đã mất hút ở bên trong. Bà Thương đang tự hỏi, quái lạ, bà ta vào đây làm gì nhỉ, để xem nào. Và sự chờ đợi của bà đã có kết quả. Chưa đầy 10 phút sau, có một người đàn ông trẻ dừng lại trước cổng ngôi nhà, rồi luồn tay vào lỗ khóa mở cổng một cách rất thành thạo. Đợi cho người ấy vào hẳn nhà và đóng cổng, bà Thương mới dè xe lại. Nhưng bà chợt phát hiện ra ngôi nhà có gắn camera, như vậy đứng gần sẽ bị phát hiện. Bà thấy người đàn ông kia rất lạ, mình chưa gặp bao giờ. Anh ta vào đó với mụ kia làm gì? Nhất định phải tìm hiểu ra việc này mới được. Mình không tin mụ ta, bà lẩm bẩm. Tuy đã biết người đàn bà đó là ai và hành động của người này rất mờ ám, nhưng tất cả mới chỉ là nghi vấn, nên bà Thương vẫn vui vẻ như không biết gì. Chiều hôm đó, mãi đến gần bữa ăn, bà Thu mới về nhà. Nhìn vào bếp, bà buông ngay một câu. Hôm nay có món gì đấy chị Thương? Dạ là sườn sốt chua ngọt, thịt quay, canh cua cà pháo và... Bà Thương chưa kịp nói hết câu thì bà Thu đã nhếch mép, rồi liếc một cái rõ dài. Chỉ có vậy thôi à? Chị xem nghiên cứu thế nào, cho ra vài món đặc biệt chút. Chưa ăn như thường dân thế này, nuốt sao nổi. Với lúc đó ông Quyết cũng xách cặp vào đến nơi. Thấy vợ cự nữ người làm thì có phần ngại ngùng nói. Em ăn không quen thì từ từ bảo chị ấy đổi món. Chị Thương làm cho nhà mình 5-6 năm nay rồi, ai cũng vừa miệng hết đấy, dần sẽ quen mà. Bà Thu thấy chồng bênh giúp việc thì liếc ông một cái sắc như dao cao nói. Lại được anh nữa, em thấy mình dễ tính quá, đâm ra chị ấy lười. Việc bếp núc chợ búa ô xin phải giỏi sang là đúng rồi, vì đó là nghề của họ mà. Anh không việc gì phải ngại, cứ để em. Quay trở lại Sài Gòn, lúc này Hân đã sinh con trai được 4 tháng. Cô cũng không còn ở căn phòng chật chội bữa trước, mà đã chuyển hẳn đến một căn nhà nhỏ trong hẻm. Vừa cho con bú xong, cô đưa cho mẹ nói. Mẹ trông cháu giúp con, để con chuẩn bị đồ đi dậy ạ. Bà Mai ái ngại nhìn con gái nói. Thì còn định giấu thằng Tùng mãi ư? Nó cũng không hề biết con có thai và mình đã trở thành bố trẻ con. Mẹ thấy như thế này cũng không phải là cách. Đàn bà nuôi con một mình vất vả lắm con ạ. Con xem thế nào cho nó một cơ hội để vợ chồng con cái về bên nhau. Thằng bé lớn lên, nó cũng đỡ tuổi. Hân không dám nhìn mẹ, chỉ nói. Con nghĩ chắc tụi con không thể về bên nhau được đâu mẹ. Cứ để như thế này lại hay. Cảm ơn mẹ đã luôn nghĩ cho con. Nếu không có mẹ thì chưa chắc con đã dám gửi con cho ai mà đi làm. Thằng bé còn nhỏ quá, lại khiến mẹ vất vả rồi. Chà bố cô, khách sáo làm gì? Được trông con trông cháu là điều hạnh phúc của những người làm mẹ mà. Con không được nghĩ ngợi gì cả, mẹ chỉ lo cho con thôi. Nếu con đã quyết như vậy thì mẹ sẽ ủng hộ. Cố lên con. Dạ mẹ. Bà Mai định nói thêm gì nữa, nhưng Hân đã đi vào bên trong thay đồ. Lát sau cô đi ra đựng con trai. Giai yêu ở nhà ngoan, đừng quậy bà ngoại nhé. Mẹ đi làm để lấy tiền mua sữa cho con nha. Bà Mai cũng mỉm cười nói. Con coi này, thằng bé càng nhìn càng giống bố nó quá. Con đúng là đẻ thuê rồi. Điều này không phải Hân không biết. Cứ
cứ mỗi lần nhìn con, cô đều bắt gặp hình ảnh Tùng ở đấy. Thằng cu Tôm giống anh đến từng centimet, nhiều khi còn khiến cô giật mình. Nó sao y bản chính của Tùng không sai một tí nào cả. Không phải cô đã hết yêu anh, cô không thể dối lòng rằng cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhiều đêm nằm ôm con ngủ mà mắt cô cứ thức trong trong. Bên cạnh là mẹ mà cô cứ nghĩ đó là Tùng. Có đêm mơ ngủ cô còn ôm cứng lấy bà và làm nhảm gọi tên anh. Cũng nhiều đêm khóc thầm bên gối vì quá nhớ anh. Xong bảo cô quay về bên anh thì không thể. Đôi lúc cô cũng tự hỏi mình rằng làm như vậy đã đúng chưa? Liệu cô có quá tàn nhẫn không? Sao không cho anh một cơ hội? Cũng chưa một lần nghe anh giải thích, cô đã thay đổi số điện thoại và chặn hết số của anh, cũng không cho anh biết số mới của mình. Lâu rồi cô cũng không dùng Facebook và Zalo. Trên danh bạ điện thoại chỉ lưu đúng mấy số máy là của trung tâm, bố mẹ và em gái mà thôi. Hôm cô gần sinh, bà Mai vào chăm con gái. Bà cũng nói với cô rằng chắc hẳn có kẻ nào đứng sau ngấm ngầm hại hai người. Chứ từ ngày đó trở đi, bà cũng dày công theo dõi, nhưng cũng không thấy Tùng có quan hệ với ai. Cũng chả thấy cô gái kia xuất hiện. Nếu là người đã từng qua lại với anh thì nhân cơ hội này phải bằng mọi giá nhảy vào thế chỗ hơn chứ. Và nếu đứa con cô ta mang trong bụng là của Tùng thì chẳng phải đây sẽ là một cơ hội quá tốt sao? Xong mặc cho bà phân tích và tỉ tê hết nước hết cái, Hân vẫn một mực im lặng. Thậm chí cô còn dọa nếu bà cố tình báo cho Tùng biết chuyện thì cô sẽ ôm con bỏ đi ngay. Bà thấy ông trời thật bất công đối với Hân, hay tại Hân quá đẹp nên chịu cảnh đa đoan. Rất nhiều lần Thắng đến đây đều bị Hân khéo léo từ chối. Bà cũng biết đó là một người đàn ông tốt và cậu ta yêu cô thật lòng. Nhưng có vẻ như cánh cửa lòng cô đã khép và kiên quyết không chấp nhận cho người khác bước vào. Tuy không đẻ ra cô, nhưng bà còn thương cô hơn cả con đẻ của mình. Nhìn thấy cô bất hạnh, lòng bà đau. Đôi lúc bà cũng nghĩ đến người kia, cái người đã từng đẻ ra Hân không biết đang ở nơi nào. Sao bà ta có thể dễ dàng vứt bỏ và quên đi núm ruột của mình nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Thiên đường mong manh của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.